Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình online cùng DNRTV cập nhật những tin tức nóng hấp dẫn liên quan đến an ninh trật tự, an toàn giao thông và đời sống của người dân trong tỉnh và cả nước. Chương trình trưa nay thứ năm ngày 30 tháng 3 năm 2023, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị những thông tin đáng chú ý sau đây. Tổng kiểm tra 188 cơ sở cầm đồ cho vay ở tỉnh Thanh Hóa phát hiện nhiều sai phạm. Bắt thêm đối tượng liên quan đến vụ sát hại chủ tiệm spa tại Đồng Nai. Thi công sân bay Long Thành, bụi mù mịt. Thưa quý vị, Công an thành phố Hải Phòng cho biết vừa bàn giao hai bị can người Trung Quốc bị truy nã quốc tế đặc biệt nguy hiểm cho Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an xử lý theo thẩm quyền. Qua xác minh, hai bị can là Chen Yong, 34 tuổi và Quan Weihua, 41 tuổi đã có lệnh tạm giam của Công an Trung Quốc về các tội mở sòng bạc, cho vay trái phép, cưỡng ép giao dịch, sử dụng vũ lực để đòi nợ. Vâng, thưa quý vị, vào ngày hôm qua, Công an tỉnh Quảng Trị xác nhận vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với bà Hồ Thị Hương Loan, 34 tuổi, trú phường 2, thị xã Quảng Trị, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức mượn tiền làm đáo hạn ngân hàng. Bà Loan từng là phó giám đốc một phòng giao dịch thuộc chi nhánh Aribank, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Theo thông tin ban đầu, số tiền bà Loan vay mượn rồi chiếm đoạt của nhiều người lên đến hàng chục tỷ đồng. Và cũng trong hôm qua, hơn 500 cán bộ chiến sĩ phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Thanh Hóa, Công an thành phố Thanh Hóa, Công an huyện Quảng Xương đã đồng loạt kiểm tra 188 cơ sở cầm đồ cho vay dịch vụ tài chính trên địa bàn huyện và đã phát hiện nhiều sai phạm. Cụ thể, kiểm tra hành chính 108 cơ sở kinh doanh cầm đồ cho vay tài chính trên địa bàn huyện Quảng Xương, lực lượng công an đã phát hiện 22 cơ sở vi phạm các quy định như không đủ tiêu chuẩn về phòng cháy chữa cháy, sổ sách ghi chép không đảm bảo, cầm cố xe chính chủ không có giấy ủy quyền. Ngoài ra, Công an huyện Quảng Xương đã đấu tranh, triệt xóa 5 tụ điểm, bắt giữ 5 nghi phạm có hành vi hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Kiểm tra 80 cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ trên địa bàn các phường xã tại thành phố Thanh Hóa, công an đã phát hiện một cơ sở có dấu hiệu vi phạm hình sự, hơn 50 cơ sở có dấu hiệu vi phạm hành chính, thu giữ 46 xe máy chưa đảm bảo thủ tục cho cầm cố theo đúng quy định của pháp luật. Hiện các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Thanh Hóa và Công an thành phố Thanh Hóa, Công an huyện Quảng Xương đang tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc. Thông tin quốc phòng an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Thưa quý vị, hôm qua, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra lệnh bắt giữ khẩn cấp đối với Ca So Hờ Nhen, sinh năm 1992, là vợ của đối tượng Lê Minh Long, sinh năm 1997, sát hại chị Võ Thị Mỹ Hương, sinh năm 1982, chủ tiệm spa tại Đồng Nai, xảy ra vào ngày 23 tháng 3 vừa qua. Đối tượng Ca So Hờ Nhen bị bắt để điều tra về hành vi che giấu tội phạm. Cụ thể, sau khi gây án sát hại chị Võ Thị Mỹ Hương, chủ tiệm spa tại phường Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, đối tượng Lê Minh Long đã trốn về nhà vợ của mình là Ca So Hờ Nhen tại huyện Iapa, tỉnh Gia Lai. Khi tới nhà thì Long đưa số tài sản cướp được cho vợ xem, phát hiện một số tài sản bị phai màu, nghi ngờ đó là vàng giả nên hai vợ chồng dùng bật lửa đốt để kiểm tra. Sau đó, hai vợ chồng Long bàn bạc, thống nhất mang số nhẫn trên đến tiệm vàng ở chợ, bán được 2 triệu 400 ngàn đồng, lấy tiền mua sắm đồ dùng sinh hoạt cá nhân. Một chiếc điện thoại di động, Long mang đến tiệm kinh doanh, sửa chữa điện thoại di động, nhờ bẻ khóa, đã hẹn 3 ngày sau quay lại lấy. Đến chiều 24 tháng 3, Long đã bị bắt tại nhà vợ. Công an xác định vợ của Long cũng là đối tượng liên quan khi biết chồng mình vi phạm pháp luật nhưng vẫn cố tình che giấu, đồng thời tham gia bàn bạc và tiêu thụ tài sản do chồng phạm tội mà có. Do đó, công an bắt giữ vợ của Long để điều tra vụ án. Trước đó, ngày 23 tháng 3, Long đã vào tiệm spa Hương Rosa tại phường Long Bình sát hại chị Võ Thị Mỹ Hương, cướp đi nhiều tài sản gồm 3 chiếc nhẫn, 1 dây chuyền, 1 lắc tay, 2 điện thoại di động và gần 2 triệu đồng tiền mặt. Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an đang phối hợp với Công an huyện Thống Nhất tỉnh Đồng Nai điều tra xử lý vụ việc một trường hợp có dấu hiệu vi phạm tội làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức, tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức quy định tại điều 341 Bộ luật Hình sự. Trước đó vào trưa qua, trong quá trình làm nhiệm vụ trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, tổ cảnh sát giao thông thuộc đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6, phòng hướng dẫn thuộc Cục Cảnh sát Giao thông đã phát hiện xe ô tô biển kiểm soát 52Y8615 vi phạm chạy quá tốc độ quy định nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện để xử lý. Qua kiểm soát giấy tờ, người điều khiển phương tiện là ông Nguyễn Phú Hoàng Thùy, sinh năm 1976, trú tại thành phố Hồ Chí Minh, xuất trình các loại giấy tờ liên quan, trong đó có một giấy phép lái xe A2B2 mang tên Nguyễn Phú Hoàng Thùy,
và một thẻ nhà báo mang tên Nguyễn Phú Hoàng Thùy, bút danh Hoàng Thùy, cơ quan Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Qua kiểm tra, tổ cảnh sát giao thông nghi vấn hai loại giấy tờ trên là giả nên mời đối tượng về trụ sở cơ quan công an làm việc. Bước đầu, ông Nguyễn Phú Hoàng Thùy khai nhận vào tháng 1 2023, ông Thùy lên mạng internet đặt mua một giấy phép lái xe và một thẻ nhà báo nêu trên với tổng số tiền 20 triệu đồng với mục đích sử dụng để điều khiển phương tiện và xuất trình khi bị các lực lượng chức năng kiểm tra. Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra xác minh làm rõ. Đoàn công tác Cục Chính trị Quân khu 7 vừa tổ chức kiểm tra hoạt động công tác đảng, công tác chính trị quý 1 năm 2023 đối với Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Biên Hòa. Trong quý 1 năm 2023, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Biên Hòa đã lãnh đạo chỉ đạo công tác tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ đảng viên, tập trung nâng cao nhận thức cho cán bộ chiến sĩ gắn với đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và cuộc vận động phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ v.v. Kết luận kiểm tra, đoàn công tác đánh giá cao hoạt động công tác đảng, công tác chính trị của Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Biên Hòa. Thời gian tới, đơn vị tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, tổ chức giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, lựa chọn các nội dung phù hợp, cụ thể, bám sát với lực lượng vũ trang quân khu, xây dựng đơn vị vững mạnh, toàn diện, mẫu mực tiêu biểu. Thưa quý vị, để nâng cao chất lượng huấn luyện, giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao sức mạnh tổng hợp và sẵn sàng chiến đấu đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, năm 2023 này, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đồng Nai sẽ có nhiều đổi mới để nâng cao chất lượng huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ năm thứ nhất, ghi nhận tại Ban Chỉ huy Quân sự huyện Long Thành. Trên thao trường huấn luyện, 130 dân quân tự vệ năm thứ nhất cụm 1 gồm các xã Long Đức, An Phước, Tam An và thị trấn Long Thành đang miệt mài với các bài tập bắn súng. Bất chấp cái nắng oi bức, các chiến sĩ dân quân thực hiện động tác cơ bản khá thuần thục. Dưới sự hướng dẫn của cán bộ đơn vị, dân quân năm thứ nhất được tổ chức theo hình thức học lý thuyết đến đâu, thực hành đến đó, vừa học vừa sửa. Chính cách lên lớp này giúp cho các chiến sĩ dân quân năm thứ nhất, những người lần đầu làm quen với bài học về quân sự, dễ dàng nắm bắt, tiếp thu kiến thức. Ngoài nội dung huấn luyện quân sự, các chiến sĩ dân quân còn được giáo dục chính trị, hậu cần, kỹ thuật, các nội dung cơ bản của luật dân quân tự vệ. Tham gia đợt huấn luyện này, chúng tôi là những dân quân tự vệ năm nhất đã được các đồng chí cán bộ của Ban Chỉ huy Quân sự huyện giải thích các nội dung về chính trị, quân sự, hậu cần, kỹ thuật. Tôi cảm thấy những nội dung này hết sức bổ ích và ý nghĩa, giúp chúng tôi hiểu thêm rất nhiều về nhiệm vụ quân sự quốc phòng. Chúng tôi sẽ quyết tâm học tập thật tốt, kết thúc khóa huấn luyện đạt thành tích khá giỏi trở lên. Để nâng cao kết quả huấn luyện đối với chiến sĩ dân quân năm thứ nhất thì đối với cán bộ huấn luyện chúng tôi phải thể hiện được cái trình độ năng lực trong quá trình huấn luyện, đồng thời là phải nâng cao được cái tinh thần trách nhiệm của người cán bộ huấn luyện. Và đây là cái kết quả, và đây là yếu tố mà quan trọng và ảnh hưởng đến kết quả huấn luyện chiến sĩ dân quân năm thứ nhất của Ban Chỉ huy Quân sự huyện Long Thành. Để công tác huấn luyện đạt kết quả cao, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Long Thành đã chủ động kiểm tra, hướng dẫn Ban Chỉ huy Quân sự các xã, thị trấn làm tốt công tác chuẩn bị, củng cố hệ thống thiết bị thao trường, bãi tập, mô hình, vật chất, phục vụ huấn luyện, thành lập ban tổ chức lớp học, phân công tổ giáo viên chuyên trách trực tiếp huấn luyện tại các cụm để đảm bảo nâng cao chất lượng. Bên cạnh đó, Ban Chỉ huy Quân sự huyện coi trọng bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ cán bộ trực tiếp huấn luyện, tích cực đổi mới phương pháp, nội dung phù hợp với từng đối tượng và xây dựng phong trào thi đua sôi nổi trong huấn luyện. Chúng tôi xác định là huấn luyện cho lực lượng dân quân tự vệ là nhiệm vụ thường xuyên và liên tục. Đối với lực lượng dân quân năm thứ nhất, đây là đối tượng mới được kết nạp vào để huấn luyện nắm vững về kiến thức, bảo đảm điều kiện. Sau khi huấn luyện xong thì biên chế và các lực lượng như dân quân binh chủng, dân quân cơ động sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Thông qua công tác huấn luyện giúp cho chiến sĩ dân quân năm thứ nhất huyện Long Thành nắm vững chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước đối với nhiệm vụ quân sự quốc phòng. Từ đó, nâng cao ý thức trách nhiệm, khả năng, trình độ kỹ chiến thuật, vận dụng sáng tạo vào thực tiễn hoạt động công tác của địa phương, góp phần cùng các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Như đã thông tin, khu du lịch Vườn Xoài, địa điểm tham quan vườn thú sinh thái nổi tiếng ở Đồng Nai, tọa lạc tại phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa, đã thông báo đóng cửa hoạt động kể từ hôm qua, 29 tháng 3.
Cụ thể, kể từ khi hoạt động vào năm 2007 đến nay, đơn vị đã xây dựng nhiều công trình lớn nhỏ, không có giấy phép, điển hình như việc thi công công trình chuồng nuôi thú. Ngoài ra, đơn vị còn sai phạm về thực hiện các thủ tục đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường, tài nguyên nước. Liên quan đến vụ việc, trước đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai có quyết định giao Sở Tài nguyên và Môi trường làm trưởng đoàn kiểm tra liên ngành để làm rõ các hành vi vi phạm tại dự án này. Theo đại diện khu du lịch Vườn Xoài, khi thông báo đóng cửa ngừng hoạt động tạm thời, khu du lịch đã đối diện với nhiều khó khăn. Đơn vị cũng đã gửi lời xin lỗi đến các đối tác khách hàng, đồng thời tổ chức thu xếp về công việc, tiền lương cho hơn 200 nhân viên của khu du lịch nghỉ việc và bố trí chăm sóc hàng trăm loài thú trong thời gian tới. Tuyến đường Bùi Văn Họa từ vòng xoay Tam Hiệp đến quốc lộ 51 dù chưa tới 6 km nhưng có tới 5 chợ tự phát hoạt động rầm rộ mỗi ngày. Việc tụ tập mua bán đông người khiến tuyến đường luôn là những điểm nóng về an toàn giao thông vào giờ cao điểm. Điều đáng nói, nếu như trước trên tuyến Bùi Văn Họa chỉ có 3 chợ tự phát hoạt động thì gần đây mọc lên 2 chợ tự phát là chợ Cổng 11, phường Long Bình Tân và chợ Cầu 201, phường Long Bình hoạt động với tần suất cao và nhộn nhịp hơn. Để xảy ra tình trạng trên là do các địa phương buông lỏng quản lý và xử lý chưa triệt để, dẫn đến chợ tự phát ngày một nở rộ, thách thức dư luận và các ngành chức năng. Trong thời gian tới, ngành chức năng địa phương cần tăng cường xử lý nghiêm đối với những trường hợp cố tình vi phạm. Đồng thời, thành phố Biên Hòa cần có phương án cụ thể trong việc di dời, sắp xếp lại trật tự mua bán, nhất là khai thác đúng mục đích các điểm chợ đã được đầu tư xây dựng. Bên cạnh đó, cần rà soát lại quy hoạch xây dựng mở rộng một số điểm chợ đối với những nơi thật sự có nhu cầu để người dân có nơi buôn bán phù hợp, góp phần đảm bảo an toàn giao thông. Có như thế, chợ tạm, chợ tự phát mới được xóa bỏ hoàn toàn. Trở lại với thông tin về việc thi công dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành. Hoạt động san lấp mặt bằng để thực hiện dự án này đang phát sinh bụi phát tán ra môi trường, làm ảnh hưởng lớn đến các khu dân cư quanh sân bay. Ghi nhận của phóng viên online cùng DNRTV. Qua hình ảnh cho thấy những cột khói bụi mù mịt cao hàng chục mét, bao phủ cả một vùng rộng lớn. Các cột bụi này được xác định xuất hiện tại công trình sân bay quốc tế Long Thành, do hàng trăm xe cơ giới hoạt động liên tục xuyên suốt ngày đêm, kéo theo một lượng bụi rất lớn bay khắp nơi trên địa bàn và lan tới những vùng lân cận. Chúng từ khi mà thành lập mà tiến hành sân bay mà khởi công á, thì nói chung không phải riêng ở Long Phước ở đâu. Buổi sáng á, thì từ Long Phước về tới Phước Thái hầu như là toàn bộ là làng xóm tất cả nhà cửa chung phòng ốc là bụi bặm dữ lắm. Rồi giai đoạn từ 1 giờ để về chiều thì ảnh hưởng về từ An Viễn, Bình Sơn, Long Thành, Biên Hòa, nói chung là cái bụi dữ lắm. Theo người dân ở đây, hàng ngày công trình vẫn có hàng chục xe tưới nước nhưng không giảm được lượng khói bụi bay vào nhà dân. Vì vậy, các hộ dân, đặc biệt là các hộ xung quanh khu vực giáp với công trình, hàng ngày vẫn phải chịu ảnh hưởng bởi một lượng bụi rất lớn, gây ra không ít khó khăn trong sinh hoạt và sức khỏe. Theo nhu cầu, người ta cũng có phản ánh vấn đề mà bụi bặm. Mình phải nói vấn đề là người dân người ta không có thắc mắc vấn đề này, thì đồng ý có bụi thật người ta cũng than phiền, nhưng mà cái công trình của quốc gia mà đâu có ai có vấn đề khiếm nại, đây là một sân bay. Sân bay quốc tế Long Thành là công trình trọng điểm của quốc gia, thời gian thực hiện công trình dài hạn. Do đó, người dân mong muốn các nhà thầu công trình có liên quan phải có biện pháp để tiếp tục làm giảm bớt lượng bụi, đảm bảo môi trường sống cho người dân trong khu vực. Thông tin trên cũng đã đồng thời khép lại chương trình online cùng DNRTV trưa nay. Nếu có bất kỳ thông tin và hình ảnh gì cần chia sẻ liên quan đến các lĩnh vực đời sống, an toàn giao thông, an ninh trật tự, quý khán giả có thể gửi mail về cho chương trình theo địa chỉ tinnongdocnai@gmail.com. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi chương trình trưa nay. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.